Mình vừa nghe một đoạn nhạc không lời qua chức năng kết nối điện thoại nha. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Pioneer CM31. Hiện tại thì em đang có hai màu. Một bộ dàn thì có cái mặt âm ly màu đỏ, một bộ dàn thì có mặt âm ly màu đen như vậy. Em có khiển học kèm theo dàn. Cái nào chuyển đủ 100% sẽ được tặng khiển học nha. Bộ dàn này với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, mình để cho phòng khách, bàn làm việc hoặc là phòng ngủ với diện tích tầm 25m² là cực kỳ lý tưởng. Mình có thể sử dụng cho phòng to chút xíu cũng được. Vì với những dàn mà mini đời mới như vậy, nó sử dụng chip âm thanh điện tử, nó không có còn xài tăng phô công suất, nó nặng mà nó to đùng, nó rườm rà như những cái đời cổ nữa. Nên khi sử dụng chiếc âm thanh điện tử như vậy, nó sẽ có kích thước gọn hơn, nhỏ hơn, sang trọng hơn, nhưng mà chất âm được xử lý mượt mà hơn, thích hợp cho mình nghe nhạc số, nhất là những cái nhạc hiện đại bây giờ. Nghe nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok, với lý do là em có cái khiển, mình có thể chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm, chỉnh lọc âm, equalizer và nhiều tùy chỉnh khác trên dàn. Em sẽ thử chỉnh cho mình xem nha. Hiện tại mình đang ở ngõ live, là ở ngõ kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Đây, em sẽ chỉnh bass. Thì hiện tại em đang chỉnh cộng 5. Mình có thể chỉnh từ trừ 5 cho tới cộng 5. Và chép cũng vậy. Chép thì em đang chỉnh ở cộng 2. Chép của dàn này cực kỳ bén nha. Nên cái gu của mình mà thích chép bén, bay bổng hơn nữa thì mình cứ tăng chép lên. Với thiết kế gọn, tiện, nhẹ, nhưng mà hậu của lo cực kỳ sâu. Hậu rất là sâu nha, sâu hơn những cái dòng lo đời trước, cho cái dãy âm trầm nó đánh nó tốt hơn, cho cái tiếng bass nó tốt hơn khi những cái lo hậu sâu được thiết kế như vậy. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo. Pioneer CM31, lo là 30W một thùng, 60W trên một cặp lo, công suất âm ly là 37W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm dầm 2.2 nha. Ở đây thì mình có là ngõ live, tức là ngõ hai đầu bông sen ga 3.5 dùng kết nối điện thoại, tivi, máy tính. FM tần số là 90, AM thì mình bắt full. Đây là bộ màu đỏ. Còn bên đây là bộ màu đen. Mình đang có hai bộ như vậy. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Mua bộ dàn Pioneer CM31, vui lòng cọc cho em 500.000. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, hoặc mình có thể chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho các anh cái jack kết nối điện thoại nha. Kích thước của bộ dàn này như sau, em để cái găng tay để cho mình dễ hình dung nè. Chiều cao là 22cm và chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Hàng Nhật điện 100V, vui lòng đừng cảm nhầm 220. Bên em có bán đổi nguồn kèm theo dàn. Đổi nguồn bên em có thể sử dụng được cho hai dàn mini cùng lúc được, hoặc một dàn trung, một dàn đại đều sử dụng được trên cục đổi nguồn này. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code thì có cọc, chuyển đủ được tặng dây kết nối điện thoại, và bên em bán hàng không bao ship nha. Vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn trực tiếp, hoặc nhắn tin vào Zalo cho em vẫn là số 0931 008 099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết mặt trước sau cho các anh tham khảo trước khi mua hàng. Lưới lo của bộ dàn CM31 này mình không tháo được, nó làm lưới liền như vậy. Thì nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng USB, qua chức năng kết nối điện thoại, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD. Cuối cùng mình sẽ test luôn USB và em xin kết thúc clip. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại cũng như địa chỉ trên bài đăng giúp em. Bây giờ em sẽ dùng remote chỉnh chút xíu qua chế độ USB thì em sẽ chỉnh tai. Với lý do là em sẽ muốn test hết tất cả các chức năng cho mình tham khảo nha. Bây giờ mình chỉnh trên khiển trước. Ưa đi lặng lẽ trong những đêm
USB iPod. Thì bây giờ mình muốn nghe nhạc qua USB thì mình chỉnh về chế độ này, sau đó mình nhấn play ở trên cái hàng nút phía trên. Vậy là USB CD và kết nối điện thoại em đã test cho mình hoạt động hoàn hảo nha. Anh nói rằng anh sẽ về thăm quê miền Trung, dù năm tháng dài đường xa lạnh sông hương con trôi vẫn trắng xưa con soi sao không thấy anh về thăm anh câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu giờ anh